hoa hậu bất chấp cưới chú lùn showbiz, giờ sống trong nhung lụa, được chồng để lại toàn bộ gia sản trăm tỷ. Nàng hậu này đã được chồng diễn viên trao quyền thừa kế khối tài sản hàng trăm tỷ đồng. Lý An.Ahmed sinh năm 1984, là người Canada gốc Hoa. Cô đăng quang Hoa hậu Hoa kiều thế giới năm 2005 và bước chân vào ngành giải trí. Tuy nhiên, sự nghiệp của Lý Á Nam không được chú ý bằng chuyện tình cảm của cô với Vương Tổ Lam, tài tử lùn duyên dáng ở showbiz Hoa ngữ. Vương Tổ Lam và Lý Á Nam công khai hẹn hò vào năm 2010 trong sự ngỡ ngàng của dư luận. Sự đối nghịch ngoại hình của cặp đôi bị mang ra đàm tiếu khắp mạng xã hội. Vương Tổ Lam có chiều cao khiêm tốn chỉ hơn 1,6m, trong khi Lý A Nam là hoa hậu tài sắc cao trên 1,75m. Do đó, không mấy người tin được cô gái xinh đẹp như Lý A Nam lại có thể yêu chú lùn xấu trai như Vương Tổ Lam. Đối mặt với những lời dị nghị, Vương Tổ Lam và Lý A Nam đã chứng tỏ tình yêu của họ bằng thời gian và sự quan tâm dành cho nhau. Năm 2015, cặp sao đi đến hôn nhân. Lý A Nam chia sẻ Vương Tổ Lam không có ngoại hình ưa nhìn nhưng lại là lờ người đàn ông có năng xuất chúng, hài hước và yêu thương gia đình. Đó chính là lý do cô quyết định trao chọn trái tim, gắn bó trọn đời với tài tử này. Sau kết hôn, Lý A Nam rút khỏi showbiz, làm hậu phương cho chồng phát triển sự nghiệp. Cô lần lượt sinh hai nhóc tỳ đáng yêu. Nhờ có sự vun vén của Lý A Nam, Vương Tổ Lam đạt nhiều thành công trong sự nghiệp nghệ thuật và trở thành ngôi sao phát tài nhanh nhất showbiz Hong Kong, Trung Quốc. Anh hiện sở hữu khối tài sản 200 triệu HKD, 650 tỷ đồng. Vì vậy, chú lùn showbiz từng nhiều lần bày tỏ sự cảm kích trước những hy sinh của Lý A Nam. Vương Tổ Lam cho biết trong gia đình, vợ là người anh nể phục nhất. Vì muốn vợ có cảm giác an toàn, Vương Tổ Lam mua nhà cho Lý A Nam đứng tên, giao một nửa tê yên thù lao, thậm chí trao toàn bộ gia sản tê yên tỷ của mình cho cô quản lý. Năm 2022, nam diễn viên tiết lộ đã lập di chúc, để lại tất cả tài sản cho Lý A Nam. Diễn viên hài cho biết sợ bản thân gặp bất trắc, không thể lo liệu chu toàn cho vợ con. Để Lý A Nam không phải bôn ba tìm nguồn thu nhập, hai con gái được sống sung túc kể cả khi anh gặp chuyện không may, Vương Tổ Lam quyết định để vợ nắm giữ tài sản. Ngoài ra, Lý A Nam còn đứng tên một căn biệt thự sang trọng ở Tai Po, Hong Kong, Trung Quốc, trị giá 114 triệu HKD, hơn 371 tỷ đồng. Thông tin này khiến dân tình được fan choáng váng, ngưỡng mộ tình cảm và sự tin tưởng của Vương Tổ Lam đối với vợ hoa hậu. Năm 2022, Vương Tổ Lam đã hoàn tất việc lập di chúc, để lại toàn bộ tài sản cho Lý A Nam với mong muốn vợ và các con có cuộc sống sung túc. Nếu anh đột nhiên xảy ra chuyện không may ở thời điểm hiện tại, Lý A Nam tận hưởng cuộc sống sung túc tài chính, bình yên bên hai con gái và ông xã nổi tiếng. Thông qua những hình ảnh cô đăng tải trên trang cá nhân, gia đình Lý A Nam đang sống căn biệt thự hướng biển sang trọng tại Hong Kong, Trung Quốc có diện tích rộng rãi, phong cách thiết kế sang chảnh và xa hoa. Theo Hoa hậu Hoa kiều thế giới 2005, ngoài chăm sóc hai con nhỏ, phần lớn thời gian trong ngày cô đều dành chăm sóc bản thân như tập yoga, vẽ tranh thư giãn và làm blog chia sẻ cuộc sống với khán giả. Người đẹp không phải lo lắng về kinh tế trong nhà do đã có Vương Tổ Lam gánh vác. Dù không còn hoạt động năng nổ trong showbiz, cuộc sống của Lý A Nam vẫn được đông đảo khán giả quan tâm. Người đẹp dành phần lớn thời gian chăm sóc con cái và sắc vóc bản thân.